À, dạ vâng ạ có rất nhiều số đúng không ạ ở các tỉnh khác nhau và có nguyễn huyền ở thái nguyên à, xin chào tất cả mọi người à, và như chúng ta đã biết thì đến với rupi thì chúng ta sẽ có um, hai cái zoom mà vô cùng quan trọng và khi hà vào đến dropi thì cái việc đầu tiên đó là hà xem video kích hoạt mục tiêu. Thế và cái việc mà xem video kích hoạt mục tiêu sẽ giúp cho mình định hướng được là à mình sẽ ở đâu ở cuối con đường này. Và khi đến với dropi thì chúng ta sẽ cố gắng để đạt tới cái vị trí nào thì đó là video kích hoạt mục tiêu. Thế và một trong những cái việc rất là quan trọng đó là khi chúng ta đã vào dropi rồi thì chúng ta phải à, lắng nghe xem đúng không ạ à, những người thành công đi trước người ta đã làm gì và họ làm như thế nào họ làm đúng làm đủ làm đều và họ đã thực hiện từng bước như thế nào và chúng ta sẽ sao chép cái sự thành công đó của tất cả mọi người để chúng ta thực hiện theo thì cái việc mà chúng ta có được những kiến thức nền tảng vô cùng quan trọng tại Ruby ở đây có bao nhiêu anh chị em là người mới ngày hôm nay ạ à, những người mới vào Ruby uh, trong khoảng một tuần hai tuần anh chị comment số một cho Hà được không ạ À, vâng hà đã nhìn thấy rất nhiều số 1 ạ à. cảm ơn các anh chị và hà cũng muốn hỏi ở trong phòng dung ngày hôm nay có những ai đã vào đấu rồi nhưng chúng ta vẫn còn đang hoang mang chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu và chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều các phòng dung đúng không ạ nhưng chúng ta chưa biết là uh, chúng ta đã uh, đúng không ạ phải học cái dung nào dung nào đầu tiên thì các anh chị uh, comment cho hà số 2 được không ạ Vâng ạ, Hà cũng đã nhìn thấy rất nhiều số 2 Rất rất nhiều số 2 đó ạ Vâng, ờ, thì một trong những cái việc mà chúng ta cần phải học Đó là những cái kiến thức nền tảng Là những cái sự thành công của những người đi trước Họ đã làm và họ đã đúc kết lại Và ở Ropi thì có một cái zoom Mà chúng ta luôn luôn phải học ngay từ những buổi đầu tiên Đó là bảy bước thành công nền tảng cùng Ropi và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đến với một cái bạn mentor vô cùng xinh đẹp và một người rất là thành công với Dropi và hôm nay thì hà xin được kết nối với tất cả các anh chị em với bạn mentor một sao thu phương bạn thu phương ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta những cái kiến thức nền tảng những kiến thức cơ bản để chúng ta có thể thành công với Dropi và sau đây xin mời MC à, xin mời mentor một sao thu phương ạ Dạ vâng, em cảm ơn chị Hà. À, xin chào 576 anh chị em có mặt ở trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay ạ. À, mọi người chắc là bây giờ là tỉnh ngủ hết rồi đúng không ạ? Vâng ạ, à, rất là cảm ơn ekip chương trình ngày hôm nay à, đã giúp cho chúng ta có một cái phòng Zoom sôi động như là rất là đông đúng không cả nhà? À, hôm qua thì em Phương lúc được à, Minh Thuận à, à, mời làm một cái buổi chia sẻ về bước thành công này thì Thuận à, À, thuận nói lúc đó thì phương chỉ nghĩ rằng là làm với team của mình thôi nhưng đến uh, tối hôm qua thì uh, uh, thuận bảo đổi link zoom đổi link zoom thì mình mà ôi thế này uh, uh, zoom ngày mai là zoom hệ thống mình thì cũng hơi lo một chút bởi vì là uh, bởi vì là <laughs> mọi người biết không uh, uh, chia sẻ với tim thì nghĩ rằng là uh, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà hôm nay thì uh, thấy rất là đông các anh chị em có mặt ở trong phòng zoom này ạ và à, chắc là rất là nhiều người chưa biết đến em phương ạ thì em phương cũng xin được giới thiệu à, à, em phương là thu phương đã tham gia kinh doanh cùng ruby được gần 2 năm và ngày hôm nay là được tròn 20 tròn 22 tháng 14 ngày mọi người ạ à, và à, còn hơn một tháng nữa là em Phương tròn uh, 2 năm làm việc cùng Roppy Và uh, sau 6 tháng thì em Phương uh, Kinh doanh cùng Roppy thì em Phương đạt cái uh, mức là uh, 3 sao, cốt 3 sao Và sau uh, 1 năm, tròn 1 năm Thì em Phương uh, uh, đạt mốc là mentor 1 sao Vâng ạ Và để có được cái kết quả uh, như ngày hôm nay uh, Thì em Phương đã áp dụng áp dụng một cái một cái bài học một cái bài học mà uh, theo đúng theo đúng như uh, sao sao Nguyễn Hữu Sơn cũng như là rất rất nhiều các mentor thành công của chúng ta, mentor uh, đi trước của chúng ta uh, như lý Nguyễn, như uh, Mai Hậu hay là uh, như uh, lê sự hay là tất cả những mentor đi trước bây giờ đang là ba sao đang là 6 sao 9 sao hay 12 sao thì đều áp dụng đều áp dụng cái bài học này thì không biết là cho mình hỏi ở trong phòng zoom của chúng ta ngày hôm nay thì có những bạn nào chưa là đại lý chuẩn không ạ? bạn nào chưa là đại lý chuẩn thì bọn comment cho mình số 1 nhá để mình xem là đại lý chuẩn có nhiều không ạ và ai là đại lý đã là đại lý chuẩn thì comment số hai à, có bạn bạn bên A Đoàn Vũ này, bạn Thu này, à, cũng rất là nhiều bạn là chưa là đại lý chuẩn đúng không ạ? <laughs> vâng ạ, những cái tên, à, những cái tên em thấy cũng rất là lạ, vâng ạ. À, thì anh chị em cũng đang tiếp tục vào trong phòng Zoom ạ. À, rất nhiều anh chị em là à, chưa trở thành đại lý chuẩn, có Minh Minh là đại lý chuẩn rồi này, à, Tiến Nga cộng tác viên này, Huyền Trang à, đã là đại lý chuẩn rồi này. Thằng Nguyễn Vâng ạ à, ngày hôm nay thì thực ra một chiếc zoom à, zoom này thì à, cũng là dành cho những người à, chúng ta mới vào mới vào ro cũng như là những cái bạn mà vào Lo rồi nhưng chúng ta chưa chưa lên đại lý chuẩn hoặc lên đại lý chuẩn rồi nhưng chúng ta chưa biết cách là phải làm như thế nào để chúng ta có thể à, à, thành công tại Lo thì à, à, các bạn à, trong phòng dung của chúng ta các bạn đã biết tới uh, quyển uh, 180 ngày xây dựng hệ thống thành công trên internet chưa bạn nào mà đã có uh, đã có đã đọc uh, và nghiên cứu về cái quyển 180 ngày uh, xây dựng hệ thống thành công trên internet thì mọi người comment cho mình số 3 nhé còn bạn nào mà chưa có thì comment số 0 ạ cái quyển uh, cái quyển uh, 180 ngày uh, của CEO nguyễn hữu sơn và được biên tập, biên tập lại bởi uh, Uh, mentor tuyệt vời của chúng ta đó là mentor Ly Nguyễn uh, đã xây dựng và đúc kết ra uh, rút ngọn cũng như là uh, một cách dễ hiểu nhất để cho chúng ta có thể thực hành được thì đó chính là cái quyển 180 ngày xây dựng mọi người ạ, uh, mình hãy in ra in ra, uh, nếu như mà bạn nào chưa có thì uh, uh, mình nhờ các mentor có thể là gửi lên trên cái khung chat để cho các bạn uh, tìm hiểu nhé, cho chúng ta có thể là à uh, giúp cho chúng ta có những cái kiến thức nền tảng để chúng ta uh, kinh doanh một cách tốt nhất. Uh, cảm ơn chị Đào, chị Đào đã gửi cái uh, cái link uh, cái quyển 180 ngày xây dựng hệ thống thành công trên internet. Thì uh, như mọi người cũng biết thì để chúng ta có thể thành công kinh doanh thành công, có được cái nguồn thu nhập thứ hai uh, một cách uh, bền vững hay là gọi là một cái gọi là uh, có một cái mức thu nhập hàng tháng đều đặn thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống của chúng ta đúng không ạ ngoài cái việc chúng ta bán lẻ ra thì ngày hôm nay em Phương rất là vui được gặp gỡ cũng như là được lên đây và chia sẻ với mọi người một số chia sẻ với mọi người về cái bảy bước thành công nền tảng ở trên ở tại Ropi nhé thì mình sẽ chia sẻ cái slide mọi người đã sẵn sàng để nghe chưa ạ? Mọi người sẵn sàng comment sẵn sàng để cho em Phương có năng lượng để chia sẻ hết ruột gan của mình ra nhé. À, có những gì thì mọi người mình sẽ chia sẻ hết ạ. À, vâng như mọi người đã thấy thì cái cái bữa cái, cái, cái buổi ngày hôm nay ấy, các bạn nhìn thấy trên valor đó là gì ạ? 7 bước thành công nền tảng cùng Ropi. À, bảy bước thành công nền tảng tức là gì ạ nó là những cái kiến thức cơ bản uh, dễ thực hiện uh, dễ sao chép đúng không ạ thì khi mà chúng ta biết tới bảy cái bước thành công này bảy cái bước thành công này thì chúng ta đã có gì ạ chúng ta đã trang bị cho mình một cái kiến thức cực kỳ cơ bản và vững vàng để cho chúng ta có thể hành động và đã à, gặt hái được những cái thành công à, tại à, khi kinh doanh cùng Dope. đó Thì à, cái bước đầu tiên á, cái bước đầu tiên à, của chúng ta đó chính là à, các bạn phải trở thành à, đại lý chuẩn, đúng không ạ? Thì à, vừa rồi mình thấy rất là nhiều bạn, rất là nhiều bạn đã comment rằng là chưa là đại lý chuẩn, đúng không ạ? Thì cái mục tiêu đầu tiên, cái bước thành công đầu tiên của chúng ta đó chính là trở thành đại lý ký quỹ trở thành đại lý và lên đại lý chuẩn à, vì sao vì sao mà chúng ta cần phải lên đại lý ạ bởi vì là với vai trò là cộng tác viên thì chúng ta không được tham gia phát triển cái thù lao huấn luyện hay là đào tạo và hưởng cái hoa hồng thấp hơn so với đại lý từ 10 tới 15 phần trăm cùng cái công mà mình đi tư vấn đúng không ạ cùng cái công mà mình đi tư vấn cái công sức mà mình bỏ ra để chăm sóc khách hàng nhưng cái uh, hoa hồng mà mình nhận lại thì chỉ bằng một lửa của đại lý thôi thì các bạn các bạn thấy là có có lãng phí cái cái thời gian và công sức của mình không ạ đó và khi mà khi mà các bạn đăng ký uh, trở thành đại lý thì các bạn sẽ cảm thấy là gì các bạn sẽ cảm thấy các bạn là uh, nghiêm túc hơn trong cái công việc kinh doanh cùng ruby đó thì cái việc mà chúng ta nghiêm túc thì đã sẽ giúp chúng ta gì ạ giúp chúng ta có cái kết quả tốt hơn Còn khi mà các bạn đang là cộng tác viên thì với những cái người mới vào đúng không ạ thì các bạn bảo là các bạn chưa thể tin tưởng Ropi chưa tin tưởng cái người dẫn đường cho các bạn thì các bạn là ký các các bạn mới đăng ký là cộng tác viên nhưng khi các bạn vào đây rồi thì cái điều đầu tiên mà các bạn nên làm đó chính là ký quỹ và trở thành đại lý và rất là tuyệt vời là công ty chúng ta trong hai tháng vừa qua tháng tháng 2 và tháng 3 này thì có đang hỗ trợ cái ưu đãi là gì ạ? khi chúng ta ký quỹ chúng ta chỉ có một triệu rưỡi thôi trước đây thì chúng ta ký quỹ là hai triệu rưỡi hai uh, triệu rưỡi và trước nữa thì mọi người đã phải ký tới 5 triệu đấy ạ thế nhưng mà cái tháng 2 và cái tháng 3 này là công ty đang ưu đãi uh, về cái khoản ký quỹ này nên là nếu như các bạn nào đang là cộng tác viên thì cố gắng tranh thủ cái cơ hội này để chúng ta ký uh, quỹ lên đại lý và chúng ta bắt tay vào bắt tay vào làm việc một cách nghiêm thực sự là nghiêm túc để chúng ta có được cái kết quả uh, như chúng ta mong muốn. Bởi vì bây giờ mục tiêu của chúng ta vào đây là gì ạ? Lúc đầu các bạn có thể đặt ra là từ 3 tới 5 triệu, từ 3 tới 5 triệu. Thế nhưng mà nếu như chúng ta là cộng tác viên thì tức là các bạn đã phải bán gấp đôi gấp đôi cái lượng uh, hàng hóa doanh thu so với lại đại lý đúng không ạ? đấy là điều đầu tiên chúng ta nhận thấy là chúng ta là cộng tác viên thì vô cùng là thiệt thòi đúng không cả nhà? vậy cho nên là nếu như bạn nào đang uh, là cộng tác viên mà chúng ta chưa lên đại lý chuẩn nhé, chưa lên đại lý, lý chuẩn thì chúng ta cố gắng ký quỹ lên đại lý và lên đại lý chuẩn luôn để chúng ta hành động một cách nghiêm túc, chúng ta uh, có những cái uh, có những cái điều kiện để chúng ta có thể phát triển hơn, có thêm được nguồn thu nhập hơn, đúng không ạ? thì thì đó là cái bước đầu tiên khi chúng ta chúng ta tham gia vào để chúng ta có thể thành công khi chúng ta làm việc cùng Dropi và bạn nào nếu mà đang là cộng tác viên thì hãy cố gắng để chúng ta có được cái sự nghiêm túc nhất trong cái công việc kinh doanh cùng Dropi nhé vâng ạ đấy là bước đầu tiên là chúng ta cần ký quỹ lên đại lý và các bạn nhớ tận dụng cái cơ hội của mình tận dụng cái cơ hội mà Ropi đang à, đang đang à, đang đưa ra để cho chúng ta có cái à, cái 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 điều kiện để chúng ta làm việc một cách nghiêm túc và được hưởng hết tất cả các cái quyền lợi mà đại lý à, của chúng ta được hưởng đúng không ạ vâng ạ và cái bước tiếp theo thứ hai cái bước tiếp theo thứ hai à, là rất nhiều các cái bạn mà đang vào trong Ropi đang tìm hiểu về Ropi, đang muốn kinh doanh cùng Ropi, nhưng chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu. Chúng ta chưa biết phải làm gì. Đúng không ạ? À, chúng ta vào đây, chúng ta học quá nhiều Zoom. Chúng ta đang rất là mơ hồ. Và sao? À, nhiều sản phẩm thế. Thế nhiều sản phẩm thế thì chúng ta bán như thế nào? Chúng ta làm thế nào để chúng ta bán được những cái sản phẩm ở trên Ropi? Đúng không ạ? À, thế vậy thì cái bước thứ hai trong bảy bước thành công của chúng ta là gì? chúng ta sẽ phải tìm hiểu và lựa chọn ra các cái nhà phát triển sản phẩm để trải nghiệm các cái sản phẩm đấy. Các bạn biết vì sao mà chúng ta phải tìm hiểu và lựa chọn uh, các cái sản phẩm để chúng ta trải nghiệm không ạ? Bởi vì sao ạ? Với uh, cái công việc uh, kinh doanh cùng Ropy, đó là cái sự chia sẻ và lan tỏa cái giá trị của cái sản phẩm mà chúng ta mang lại đúng không ạ? Chúng ta đang làm với công việc không phải là bán hàng thông thường, không phải là chúng ta cứ đăng bài lên là chúng ta bán được hàng. Chúng ta không phải bán những cái sản phẩm giá rẻ là chỉ việc đăng lên và để đấy mọi người vào mua đúng không ạ? Chúng ta đang làm với một cái mô hình kinh doanh là mô hình kinh doanh tư vấn. Nên những cái sản phẩm của chúng ta bán là sản phẩm chúng ta phải đi tư vấn cho khách hàng, đúng không ạ? Thì khi chúng ta biết cách tư vấn, chúng ta biết về sản phẩm đã này, chúng ta hiểu về sản phẩm này, chúng ta được trải nghiệm về sản phẩm thì chúng ta sẽ biết cách tư vấn, đúng không ạ? thì cái việc lựa chọn sản phẩm là gì như mọi người bây giờ mới vào nếu như chúng ta không hướng dẫn không định hướng được cho cái cái người mới của chúng ta ấy, là chúng ta phải uh, tìm hiểu về những cái sản phẩm nào đúng không ạ chúng ta hãy 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 dành ra cái thời gian thực sự là các cái đại lý mới hoặc cộng tác viên á chúng ta hãy dành thời gian ở lại với uh, uh, tức là hãy tận dụng tối đa những cái mà các bạn có tức là gì ạ những cái người dẫn đường của mình ấy những cái người giới thiệu các bạn vào ấy, người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn biết là chọn cái lai hàng như thế nào, đúng không ạ? Hãy ngồi cùng với lại những cái người mà dẫn đường với bạn nếu như họ chưa có đủ điều kiện đủ đủ kinh nghiệm để hướng dẫn thì hãy nhờ họ kết nối với các cốt các mentor phía trên, hãy ngồi lại với nhau một buổi để tìm ra gì ạ? cái sản phẩm phù hợp với tệp khách hàng của các bạn, các bạn phù hợp các bạn là mẹ bỉm sữa, đúng không ạ? các bạn lên mẹ bỉm sữa thì cái tệp khách hàng của các bạn nó sẽ là gì ạ? Những cái lai hàng về mẹ và bé, những cái sản phẩm về mẹ và bé, những cái sản phẩm sữa này, những cái sản phẩm chăm sóc à, à, trẻ sơ sinh, bỉm sữa tã này, đó. Thế đấy là những cái sản phẩm mà phù hợp với cái tệp khách hàng của bạn bởi vì gì ạ? Cái nhu cầu của bản thân các bạn cũng đang là người phải trải nghiệm đúng không? Con thì các bạn còn đang phải sử dụng bỉm, đang phải dùng sữa công thức đúng ạ và đang phải dùng cái gì vitamin D uh, rồi là những cái sản phẩm bổ sung canxi đó thì các bạn sẽ ngồi lấy uh, các bạn sẽ ngồi đấy và uh, lên cái cái danh sách uh, cái sản phẩm mà các bạn sẽ sẽ bán cho cái 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 đại lý hay cộng tác viên mới đó đúng không ạ thì khi mà mình lựa chọn được cái sản phẩm cái sản phẩm lựa chọn được cái sản phẩm vô cùng là quan trọng nó quyết định đến cái sự thành công khi các bạn kinh doanh đúng không ạ thế ví dụ như bây giờ là một mẹ bỉm một mẹ bỉm nếu như đi vào like hàng cu chen ngay thì các bạn nghĩ là mọi người có bán được không à vẫn có người bán được đúng không ạ nhưng đấy không phải là số đông và chúng ta là gì ạ? À? Chúng ta là những người mới Thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái sản phẩm Mà nó phù hợp với lại những người mới những cái người mà có tệp cách khách hàng cái tệp khách hàng đấy uh, nó sẽ sử dụng những cái sản phẩm đấy đúng không ạ thì một số những cái sản phẩm mà mình có thể đưa ra cho mọi người khi mà khi mà mọi người lựa chọn này uh, bây giờ hiện tại ở trên trên kệ của mình ấy, thì mình thấy là gì uh, ví dụ như là nếu như đi lai hàng sữa đi lai hàng sữa thì các bạn thấy sao ạ cái tái sử dụng của khách hàng sẽ rất là cao bởi vì khi mà bạn đã tiếp cận được với khách hàng sử dụng cái sữa đấy rồi thì sao ạ con nhà họ tháng này dùng tháng sau có dùng không ạ đúng không ạ thì cái tái sử dụng của cái sữa rất là cao đúng không ạ đó những cái người mà đi theo lai hàng sữa rất ok rồi tiếp theo là gì ạ à, các bạn bán cái sản phẩm midu mina q 7 mình thấy là gì ạ? một cái sản phẩm cực kỳ tiềm năng một cái sản phẩm là gì ạ các bạn chưa cần trải nghiệm thì các bạn đã thấy gì ạ rất nhiều các cái feedback phản hồi về cái 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 tăng chiều cao đó mình lựa chọn những cái phản, sản phẩm phễu là những cái sản phẩm mà giúp được những cái người khác bán được rất nhiều hàng bởi vì các bạn biết là sao khi mình bán mina midu q 7 thì gì ạ mình không phải bán một hộp mà mình bán theo liệu trình mỗi một người bây giờ nhu cầu của các bố các mẹ là gì ạ muốn con cao muốn con có thể phát triển được tiêu cao một cách tối đa vậy thì sao ạ cái sản phẩm mina midu q 7 gì ạ nó cực kỳ an toàn nhưng nó lại rất là hiệu quả và cái cách tư vấn thì gì ạ các bạn sẽ được học từ các nhà cung cấp các bạn sẽ trở thành chuyên gia trong các cái sản phẩm đó vậy thì các bạn sẽ vào trong các cái sản phẩm đó để các bạn uh, các bạn nếu như các bạn chưa biết các bạn hãy nhờ cái người hướng dẫn các bạn ấy. hoặc là kết nối trên uh, lên trên các cốt các mentor lên trên của các bạn hướng dẫn cho các bạn là gì ạ à thế bây giờ em muốn bán sản phẩm này thì là gì ở mina minu quý 7 các bạn biết không có một cái lớp khai mở này và một cái lớp khóa tốt nghiệp chỉ có hai cái buổi đấy thôi đã giúp các bạn có thể kinh doanh thành công được cái lai hàng này rồi trở thành chuyên gia để chúng ta có thể làm gì ạ chúng ta có thể đo được cái chỉ số đo được cái phác đồ và dự đoán chiều cao cho các bé đúng không ạ? Thì khi bây giờ bạn thử tư vấn cho những cái người bạn của bạn người thân của bạn anh em nhà bạn là gì ạ? Ở cái bé này là nhìn vào nó như thế này thì không thể biết được là nó đạt chuẩn hay chưa đúng không ạ? Thì bây giờ mình đã có một cái phác đồ, một cái sơ đồ, một cái app của nhà cung cấp cung cấp cho mình để mình có thể dự đoán được cái chiều cao của bạn đấy. Thì các bạn thấy khả năng tiếp cận khách hàng và khả năng chốt sale có cao không ạ. Đó, thì mình sẽ lựa chọn những cái like hàng như thế. Thứ nhất là sữa, thứ hai là midu, thứ ba thứ ba là mình diện là sâm. Đúng không ạ? Đó là những cái sản phẩm, sản phẩm phẽo để giúp cho chúng ta có thể À, gia tăng khách hàng hoặc là có được khách hàng từ những cái buổi đầu tiên khi chúng ta kinh doanh cùng Robi là chúng ta đã ra được đơn hàng rồi đúng không? Và ngoài ra thì gì ạ? Bukle cũng là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể lựa chọn à, Bukle và các bạn biết không? À, mọi người nhìn thấy giá, mọi người nhìn thấy giá thì mọi người thấy là nó đắt. Nhưng bởi vì mọi người chưa học, mọi người chưa biết cách tiếp cận khách hàng. Bởi vì sao ạ? Cái Sản phẩm Bukle nó là sản phẩm đậm đặc, sản phẩm đậm đặc. Thì khi mà chúng ta chúng ta uh, mua về sử dụng thì chúng ta sẽ sẽ phải gì ạ chúng ta sẽ phải uh, pha ra và chúng ta pha ra với cái tỷ lệ như nhà cung cấp chia sẻ thì sao ạ thì rất là tiết kiệm còn rẻ hơn cả những cái sản phẩm hóa chất bên ngoài luôn nếu như chúng ta làm đúng cách của nhà cung cấp nhà nhà cung cấp người ta chia sẻ đúng không ạ thì uh, đó là cái cách mà chúng ta phải tìm ra được sản phẩm được chưa ạ các bạn tìm ra được sản phẩm rồi nhưng các bạn hãy trải nghiệm sản phẩm để làm gì ạ các bạn biết được giá trị thực sự của cái sản phẩm đấy như thế nào để chúng ta mang đi bán chúng ta mang đi bán là gì ạ mang đi cái kết quả cái giá trị của cái sản phẩm đấy đi bán chứ không phải là mang sản phẩm đấy đi bán và cái điều mà ở ropi điều mà ropi luôn luôn dậy luôn dạy cho chúng ta biết cách đó là gì ạ chúng ta đi bán sản phẩm của sản phẩm tức là gì ạ cái kết quả chúng ta trải nghiệm cái sản phẩm đấy như thế nào rồi thì chúng ta hãy mang cái kết quả đấy đi để chúng ta chia sẻ À, chúng ta bán chúng ta bán cái kết quả đấy ví dụ như chúng ta dùng sâm à, chúng ta ngủ ngon đúng không thì chúng ta sẽ thấy là à, chia sẻ với lại anh em bạn bè khi chúng ta đi bất kỳ nơi đâu đúng không chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta đều có thể chia sẻ được và hình như là cái việc mà chia sẻ à, à, chia sẻ cái giá trị ở các cái sản phẩm ruby nó ngấm vào máu hay sao ấy và mình đi tới đâu thì mình thấy là gì ạ nói chuyện trong cái cuộc nói chuyện mình nói chuyện với ai thì mình cũng thấy là à cũng có thể là tiếp tiếp cận được với cái sản phẩm mà trên kệ của mình đúng không người thì bị mất ngủ người thì bị đau lưng xương khớp đúng không ạ nên là việc của chúng ta là gì ạ à? chúng ta hãy lựa chọn sản phẩm trải nghiệm cái sản phẩm đó và chúng ta đi lan tỏa đấy là cái bước thứ hai và một số các cái like hàng mà bây giờ mọi người biết không ở trên kệ của chúng ta ấy, đang đi ví dụ như cái dòng lila phantech và em Phương cũng thấy vô cùng tâm đắc về cái dòng sản phẩm này thực tế ra là gì ạ à, gần như là em đã có đủ bộ của cái lai hàng này rồi ví dụ như là gì ạ Omega Omega thì nhà nào chả cần từ người già đến trẻ con ai chả cần và bà nhà mình à, mẹ chồng mình sử dụng Omega3 cách đây là gì ạ hơn chục năm rồi mọi người thế cho nên là sao ạ Bây giờ sức khỏe của bà trộm vía hơn 80 tuổi rồi hơn 80 tuổi rồi thế nhưng mà sao ạ vẫn rất minh mẫn rất minh mẫn luôn mọi người và nhiều lúc thì sao, mình còn cảm giác là bà minh mẫn hơn mình luôn, bây giờ mình còn hay quên, thế nhưng mà bà rất rất là minh mẫn, đó không biết mọi người còn nghe mình nói không ạ bởi vì là mình tập trung nói nên cũng không để ý mọi người có comment hay còn tương tác hay còn nghe mình nói không ạ, nên mọi người còn nghe mình nói thì cho mình số 3 nhá, rồi ạ, đó là bước thứ hai bước lựa chọn và lựa chọn ra những cái sản phẩm phễu và sau này khi các bạn vào đây rồi thì các bạn tiếp tục là chúng ta à, sẽ biết cách để chúng ta à, à, upsell thêm những cái sản phẩm khác như thế nào à, và khi mà chúng ta đã à, lựa chọn được cái sản phẩm rồi đúng không ạ thì các bạn biết không rất nhiều người là gì ạ à? chúng ta mới đầu vào chúng ta không biết à, chúng ta cứ thấy là gì ạ à? À, cái sản phẩm này rất hay thì à, sáng tôi đăng một bài về sản phẩm a chiều tôi đăng một bài về ví dụ buổi sáng đăng bài nhân sâm buổi trưa đăng pu lé, à, buổi tối tôi đăng sữa, các bạn đăng như thế thì liệu là, là với người mới chúng ta đã đã bán được hàng chưa? ạ à, đúng ạ, thì chúng ta hãy lựa chọn một vài sản phẩm thôi, thứ nhất là một tới hai sản phẩm, sau đó chúng ta hãy tập trung vào học về cái sản phẩm đấy để chúng ta hiểu, rồi chúng ta sẽ trải nghiệm cái sản phẩm mà chúng ta có nhu cầu, đúng ạ, chúng ta bán sản phẩm chúng ta bán sản phẩm cho khách hàng chúng ta muốn khách hàng mua sản phẩm của mình thì ít nhất là chúng ta phải bán cho mình trước đã đúng không mình mua được sản phẩm mình bán thì mình mới bán được sản phẩm của mình cho người khác đó là cái bước thứ hai trong bảy bước thành công là chúng ta lựa chọn và trải nghiệm rồi đi bán vâng ạ và để chúng ta à, có được những cái kết quả những cái thành công trong cái quá trình mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta hãy thực hiện cái bước 3. đó là gì ạ xác định mục tiêu kinh doanh và xây dựng cái kế hoạch uh, làm việc khi mà chúng ta kinh doanh cùng với Robi và vì sao mà chúng ta phải uh, chúng ta phải uh, xây dựng một cái hệ thống chúng ta phải xây dựng một cái nhóm của chúng ta để chúng ta kinh doanh đó là gì ạ bởi vì sao vì khi mà chúng ta uh, chúng ta chưa xây dựng được cái hệ thống của mình đúng không ạ thì chúng ta xác định chúng ta đi vào chúng ta bán lẻ chúng ta chỉ bán lẻ thôi cái việc mà chúng ta bán lẻ thì sao ạ? chúng ta chỉ được hưởng cái hoa hồng bán lẻ thôi, đúng không ạ? thì khi mà chúng ta à, chúng ta xây dựng được cái 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 một cái gọi là cái kế hoạch làm việc của chúng ta ấy, thì gì ạ? chúng ta sẽ có những cái người đồng hành cùng với chúng ta. chúng ta chưa giỏi thì chúng ta hãy đi tìm những người giỏi để làm việc cùng với chúng ta hay làm việc cho chúng ta đấy là cái gì ạ? đấy là một câu nói rất nổi tiếng của uh, mình cũng không nhớ chính xác nhưng mà mình được nghe uh, uh, CEO, uh, CEO Trần Thiên ấn đã nói về cái vấn đề là gì ạ? chúng ta uh, ấn hay uh, ấn hay Nguyễn nói chung là mình cũng được nghe rất là nhiều mọi người nên hôm nay mình cũng chia sẻ lại với mọi người đó là gì ạ? nếu như chúng ta chưa giỏi thì chúng ta hãy đi tìm những người giỏi những người giỏi hơn chúng ta hoặc những người mà Ừ, giỏi để chúng ta làm họ làm cùng với mình đúng không thì mình mới mạnh được bởi vì một cá nhân thôi các bạn hình dung tưởng tượng là một cá nhân thôi một cái ông giám đốc ở ngoài kia kìa nếu như chỉ có một mình ông ấy làm không có nhân viên ở bên dưới đúng không thì ông ấy có làm được không ông ấy có làm được hết không có thể là ông ấy làm được đúng không ạ thế nhưng cái công ty đấy nó sẽ không phát triển được bởi vì cũng có những người là gì ạ? Từ A tới Z, từ nhân viên, từ bảo vệ, từ như... <laughs> giám đốc trưởng phòng nọ kia là ông kiêm hết. Thế nhưng mà ông ấy có phát triển được không? Đấy là một cái công ty mà gì ạ? Đang trên đà suy thái. Thoái thì thì mới là gì? Có một ông giám đốc thôi. Chứ bây giờ mọi người hình dung tưởng tượng là gì ạ? Chúng ta cũng như thế, chúng ta đang đi xây dựng cho chúng ta một cái doanh nghiệp riêng. Đúng không ạ? Xác định là vào trong group ngoài cái việc kinh doanh là bằng cái bán lẻ sản phẩm, thì chúng ta hãy đi xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp riêng chúng ta làm việc cho chúng ta chứ không phải chúng ta làm việc cho tuyến trên của chúng ta chúng ta làm bao nhiêu chúng ta hưởng bấy nhiêu mà đúng không? thì khi chúng ta vào đây chúng ta bán lẻ thì chúng ta sẽ được hưởng toàn bộ cái hoa hồng bán lẻ. Thế còn khi mà chúng ta chia sẻ lan tỏa cái giá trị mà Robi mang lại cho chúng ta ấy với những người khác và người ta cũng nhận ra cái giá trị của Robi và người ta làm cùng với mình đúng không ạ? Nếu như chúng ta tìm được những người giỏi thì chúng ta sẽ rất là mạnh đúng không ạ? lên cái việc mà chúng ta vào đây chúng ta làm. Chúng ta việc chúng ta vào đây chúng ta làm là chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Không chỉ chúng ta mà chúng ta có thể giúp đỡ được những người khác có được cái thu nhập hàng tháng. Đúng ạ. Thì cái giá trị mà chúng ta nhận được đó là gì ạ? Nhận được đó chính là cái sự biết ơn của những cái người mà chúng ta giới thiệu vào. Đúng ạ. Mọi người có thu nhập thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui. Đúng ạ. Cá nhân mình rất là vui và gì ạ trong cái niềm vui đấy thì mình cũng được cái được hưởng cái thành quả mà mọi người mang lại đúng không ạ đó thì khi mà chúng ta vào đây rồi thì chúng ta sẽ được hưởng cái uh, chúng ta sẽ được hưởng cái, cái 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 hoa hồng cũng như là cái hoa hồng uh, của uh, marketing bây giờ thì gọi là hoa hồng của marketing uh, cơ bản và mà marketing nâng cao đấy là chúng ta sẽ được hưởng thêm cái khoản thu nhập khác từ cái việc kinh doanh cùng copy Đấy thì khi mà các bạn làm với roppy thì các bạn hãy cố gắng hướng tới cái cái mức thu nhập mà chúng ta được hưởng là cao nhất từ cái à, thu nhập bán lẻ thì chúng ta có được cái thu nhập từ cái marketing từ cái việc đào tạo cho đội nhóm đúng không ạ thì khi mà mình uh, uh, giúp được đội nhóm của mình thì tức là gì ạ là mình cũng đã giúp cho chính bản thân mình rồi chính vì thế là các bạn hãy uh, hãy đầu tiên khi các bạn vào đây là các bạn hãy ngồi lại với các cốt các cái mentor nếu như cái người mà giới thiệu các bạn chưa đủ cái khả năng tức là họ mới vào và chưa đủ cái khả năng có thể lên được cái mục tiêu cho các bạn thì các bạn hãy cãi ngồi lại với lại họ hãy bỏ họ kết nối với các bạn lên trên và mình cũng rất mong muốn là các cái đại lý hay cộng tác viên của mình hãy tận dụng mình mọi người biết không bây giờ mọi người vào á à, mọi người vào nhưng mọi người rất thờ ơ mọi người rất thờ ơ mọi người không tận dụng cái 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 mà mọi người đáng đáng lý ra là mọi người được hưởng hưởng đúng không ạ mình đây này mình ngồi đây này và mình luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người này thế nhưng mà mọi người toàn chạy đi đâu ấy mình gửi link cho học không vào à, mình nhắn tin không trả lời mình gọi điện cũng không thèm bắt máy đấy thế thì các bạn muốn kinh doanh thành công mà các bạn không nghe máy của người hướng dẫn rồi các bạn không uh, không làm theo những cái mà người hướng dẫn chia sẻ thì các bạn làm sao mà thành công được đúng không ạ đó thì cái việc mà chúng ta khi mà hãy khi mà các bạn vào đây thì sao ạ các bạn sẽ có được một cái một cái phần là chúng ta xây dựng đội nhóm thì chúng ta phải xác định là gì chúng ta phải chia sẻ thật nhiều chúng ta phải lên cái mục tiêu là gì chúng ta phải chia sẻ cho bao nhiêu người thì chúng ta mới mới có được bao nhiêu người làm cùng với chúng ta đúng không ạ chúng ta sẽ tìm ra những cái người mà giúp cho chúng ta phát triển được cái hệ thống của chúng ta phát triển được cái công việc kinh doanh của chúng ta đó. mọi người thấy mình, mọi người thấy mình nói có lăn lan man không ạ? À, mình cũng đang, mình cũng đang cứ vào giường là mình nói vậy thôi ạ và cũng không biết là mọi người có comment hay mọi người còn nghe nữa không. <laughs> cảm ơn cả nhà rất nhiều. <laughs> thì à, à, mọi người cố gắng à, nghe hết cái bảy buổi, bảy à, bảy cái bước à, thành công ngày hôm nay nhé. thì à, bây giờ cũng gần 6 giờ rồi và còn bốn cái bước nữa thì mình cũng sẽ nói nha, nhanh thôi ạ và cái cái chính sách hợp tác đào tạo khi mà chúng ta giới thiệu được những cái người mà vào đây rồi thì chúng ta sẽ hình dung ra được gì ạ ví dụ như trong một tháng đầu tiên chúng ta vào chúng ta bán lẻ đúng ạ mọi người muốn làm gì thì làm nhưng khi mọi người vào đây rồi thì bắt buộc cái việc đầu tiên của chúng ta là gì ạ phải đi bán lẻ chứ không phải nhăm 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 là gì ạ à ở đây cái xây dựng hệ thống tôi phải vào đây tôi tôi xây dựng hệ thống tôi có một tuyến ở bên ngoài các cái bạn ở bên ngoài nhá mình nói thật các cái bạn ở bên ngoài kinh doanh hệ thống rất giỏi nhưng khi vào đây rồi à, các bạn không thực hiện đúng bảy bước thành công chắc chắn các bạn vào đây rồi các bạn chỉ chăm chăm các bạn đi tuyển thôi các bạn không tập trung bán lẻ các bạn chưa bán lẻ chưa có kết quả gì cả các bạn chỉ nhăm nhăm đi tập trung tuyển dụng thôi đúng không bản thân các bạn chưa bán được hàng thì các bạn tuyển dụng những cái người đấy vào người ta có bán được không đúng không ạ? Thế thì bây giờ để muốn thành công được gì, đừng có đi 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 ra ngoài mà chúng ta làm theo những cái bước bên ngoài. Chúng ta đang thành công bên ngoài rồi thì chúng ta cứ bên ngoài mà làm đúng không ạ? Còn nếu muốn thành công vào trong copy làm á, thì cứ theo bảy bước thành công trong copy thôi. Đó là những cái bước cực kỳ đơn giản, cực kỳ cơ bản. Không theo thì không làm được. Bởi vì sao ạ? Nếu như chúng ta xác định là gì? À, tôi vào đây tôi chỉ xây dựng hệ thống, tôi để hệ thống của chúng tôi làm thôi. Còn tôi là người tôi tôi tôi, tôi ở lại tôi hưởng chả có đâu mà hưởng các bạn ạ nếu như các bạn không làm thì không có mà hưởng đâu các bạn vào đây mà các bạn không bán lẻ đúng không ạ các bạn không có doanh số thì cái người ở bên dưới các bạn tuyển vào người ta nhìn vào à cái bà này bà có bán đâu bà có làm đâu thế thì mình cũng vào mình cũng đi tuyển thế gì ạ ở Ropi là gì không phải là tuyển hệ thống ở Ropi là phải phải bán hàng phải có doanh số thì những cái người vào sau người ta gì ạ người ta mới đi bán hàng chứ đúng không ở đây là bán hàng ở đây là hàng thật người thật việc thật chứ không phải là gì xây một cái hệ thống rỗng cứ vào đây xây hệ thống có một hệ thống to đấy hệ thống hàng trăm người nhưng mà không bán thì để làm gì đúng không ạ thế thì gì ạ vào đây phải đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi bán lẻ khi chúng ta bán lẻ chúng ta có kết quả rồi chúng ta mới đi lan tỏa đúng không ạ thế thì gì ạ vào trong rupee đó là gì sự sao chép bây giờ anh ở trên anh làm như thế nào thì cái ông vào sau thì ông làm như thế chỉ cần làm giống như cái ông vào trước thôi cứ đi bán lẻ giống cái ông vào trước thì cái ông vào sau cũng đi bán lẻ đúng không ạ thì cái hệ thống của chúng ta mới phát triển được chứ còn hệ thống mà chỉ đi xây dựng hệ thống cứ người vào đây thì cứ vào thôi doanh số không có thì làm gì có kết quả đúng không ạ thì kể cả cái ông đi xây thế chứ xây nữa ông cũng chả được hưởng cái gì thế cái người tuyến dưới của ông có bán đâu đúng không ạ thế cho nên là gì ạ chúng ta xây được rồi nhưng chúng ta phải làm để cho những cái người bên dưới người ta thấy là gì à cái ông này ông cũng bán hàng thì bây giờ mình phải đi sao chép ông ấy ông làm như là thành công thì mình đi y như thế đúng không ạ ở đây gì ạ chỉ cần mọi người sao chép đúng bảy bước thành công này thôi mọi người làm đúng theo bảy bước này thôi thì mọi người sẽ có được cái kết quả đúng không ạ đó và sẽ có những cái gì ạ khi mà chúng ta vào đây rồi chúng ta bán chúng ta bán được 10 triệu đúng không ạ thế chúng ta với lại chia sẻ cho một người thì cái người đấy vào người ta cũng bán cho chúng ta 10 triệu được chưa ạ thế thì tiếp tục cái người đấy người ta lại bán được rồi người ta lại đi chia sẻ tiếp cho những cái ông bên dưới đúng không ạ thì thì cái bản thân cái người chia sẻ đầu tiên với cái người chia sẻ thứ hai là gì tháng thứ hai người ta đã chia sẻ được hai người rồi đúng không? thế vậy thì gì ạ ở trong này có một cái uh, có một cái gì ạ gọi là ở uh, kinh doanh theo cấp số nhân thì chúng ta sẽ gì ạ từ một người chúng ta lên hai người từ hai người chúng ta lên bốn người từ bốn người chúng ta lên tám người đúng không ạ vậy thì sao chúng ta chia sẻ càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả càng lớn đúng không? Và chúng ta làm được thì chúng ta sẽ sao chép được cho những cái người khác, giúp người khác có thể làm được như chúng ta. Đúng không ạ? Và theo lộ trình của 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 công ty theo nếu nó thực hiện đúng theo bảy bước thành công này làm việc một cách nghiêm túc thì sau 6 tháng thì chúng ta lên được mentor à, lên được code 3 sao, đúng không ạ? Và khi lên được cốt 3 sao rồi thì sau 6 tháng nữa chúng ta sẽ lên được mentor một sao. Đó, thì chúng ta sẽ được hưởng thêm những cái khoản hoa hồng khác từ công ty, đó là cái mong muốn và cái sự phát triển của chúng ta khi chúng ta hợp tác cùng đối pi đúng không ạ và sau khi mà chúng ta đã xác đựng, định được cái uh, mục tiêu kinh doanh chúng ta sẽ biết là chúng ta phải đi bán lẻ và chúng ta xây dựng hệ thống rồi thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo bước thứ tư đó chính là xây dựng danh sách khách hàng xây dựng danh sách khách hàng thế thì vì sao mà chúng ta lại phải xây dựng danh sách khách hàng không phải chúng ta đăng bài lên là chúng ta chúng ta bán được hàng đâu mọi người chúng ta đăng bài lên thì chúng ta cần phải gì ạ chúng ta phải hiểu về cái sản phẩm đó này chúng ta phải biết được cái sản phẩm đó có USP là gì này chúng ta trải nghiệm cái sản phẩm đấy xong rồi này chúng ta tự tin chúng ta đi bán rồi này thì cái bước thứ tư chúng ta phải xây dựng được cái danh sách khách hàng cho chúng ta cái danh sách khách hàng này thì sẽ là gì ạ chúng ta sẽ chia ra à một là cái danh sách khách hàng sẽ mua hàng của mình là ai à, Thứ hai là những cái danh sách khách hàng mà sẽ trở thành đối tác của Ropi, tức là mình sẽ giới thiệu cho họ và làm cùng với mình là ai. Ai cũng có bạn bè, đúng không? Ai cũng có người thân, ai cũng có các mối quan hệ. Vậy thì sao ạ? Mình hãy lập danh sách từ những cái mối quan hệ của mình, từ bạn bè, từ người thân, từ những bạn đại học, bạn cấp 3, bạn tiểu học, bạn mầm non, bạn nhà trẻ mẫu giáo, đúng không? tất tần tật mình đưa vào để mình lập danh sách và trong cái phần lập danh sách này nó sẽ có là danh sách những khách hàng nóng, khách hàng ấm và khách hàng lạnh vậy thì sao ạ? Chúng ta hãy lập danh sách khách hàng nóng trước khi chúng ta chuẩn bị khai trương. Những bạn nào mà à, đang bán hàng rồi chúng ta chưa khai trương chúng ta cũng khai trương được. Những cái bạn mà đang làm cộng tác viên hay đại lý nếu là cộng tác viên thì mình khuyên chân thành là gì? Lên đại lý rồi hãng khai trương đúng không ạ? Còn nếu như các bạn mà là cộng tác viên, các bạn khai trương, các bạn bán được nhiều hàng mà các bạn lên đại lý, à, không lên đại lý thì các bạn à, sẽ bị thiệt thòi rất nhiều về cái khoản hoa hồng mà các bạn được nhận. Đó. Thì thì tiếp tục là cái việc xây dựng danh sách khách hàng này, chúng ta phân loại được cái danh sách khách hàng. Thì khi mà chúng ta phân loại được rồi, khách hàng ấm rồi, khách hàng nóng rồi. Khách hàng nóng là những cái khách hàng là gì ạ? Chúng ta thường xuyên trao đổi này. Là anh em bạn bè thân thiết này thường xuyên nói chuyện này các cái mối quan hệ đấy tức là nóng là gì nóng là chúng ta uh, chia sẻ phát họ mua ngay đúng không ạ chúng ta nhờ họ mở hàng phát họ mua ngay đấy là những cái khách hàng nóng thế vậy thì bảo là ô thế khách hàng nóng thì có tí vậy thôi thì ít như thế thôi thì thì bán hết khách hàng nóng thì thôi à đúng không ạ thì chúng ta phải có thêm cái danh sách khách hàng ấm khách hàng ấm là những cái khách hàng ở bạn đấy bạn mình rồi đấy nhưng mà lâu ngày mình không mình không qua không không quan hệ không nhắn tin không hỏi han gì cả nó chỉ ấm ấm thôi đúng không ạ thì bây giờ mình lại phải ghi cái danh sách đấy ra làm nóng các cái mối quan hệ đấy lên đúng không ạ cái mối quan hệ của những cái 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 bạn bè lâu ngày chưa gặp ấy ngày xưa cũng chơi thân đấy nhưng mà lâu lắm mình chẳng nhắn tin chẳng hỏi han nhau ấy bây giờ nhắn lại hỏi lại để làm ấm lên làm nóng lên ấm rồi giờ làm nóng lên thì khi làm nóng rồi thì bắt đầu với nhắn tin cho họ chia sẻ về cái sản phẩm mà mình bán đúng ạ làm gì thì làm cũng phải cần có thời gian mọi người ạ cần thời gian cần kiến thức cần kinh nghiệm cần kỹ năng và gì ạ chúng ta đã có được rất là nhiều những cái bài học trong Ropi. để chúng ta có thể làm được những cái việc đấy thì khi mà chúng ta xây dựng được cái danh sách khách hàng này rồi thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái hàng khách hàng đấy để đi chăm sóc đúng ạ và cái việc của chúng ta là gì ạ lên danh sách hàng ngày chứ không phải là ông một ngày ông lên được hàng Hàng trăm danh sách hàng nghìn hàng nghìn người đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta lên danh sách cho 100 người. Nhưng mà có phải là mình bán được cho 100 người đấy luôn đâu, đúng không? Cái danh sách khách hàng nóng là những cái danh sách khách hàng chắc chắn mua hàng của mình. Ok, xong, chuyển sang danh sách khách hàng ấm. Đó. Thì mình phải lên mỗi ngày chứ đúng không? Ví dụ như là ngày hôm nay thì chúng ta lên uh, cho danh sách là gì? 20 bạn. 20 bạn 20 bạn đấy mình làm ấm nóng lên thì sau này người ta mới mua cho chứ đùng một cái đòi 20 cái người đấy người ta mua luôn cho làm gì có. Đúng không ạ? Thế thì khi mà thế thì khi mà chúng ta lên được cái danh sách rồi. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thực hiện nó. Thì cái việc là cái danh sách mình đã nói đến danh sách là khách hàng nóng rồi này, khách hàng ấm rồi này, thế khách hàng lạnh là gì? Khách hàng lạnh là gì? Kết bạn ở trên Facebook đầy đúng. ra đấy, bạn bè đầy ra đấy. Đúng không? Thế nhưng mà mình đã 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 đi nhắn tin hay là tương tác gì với họ bao giờ chưa? Đúng không? Thì bây giờ hãy vào bài của họ. Mình đi tương tác bài cho họ. Đó chính là cái hình thức là gì ạ? Tạo ra cái tương tác cho cái Facebook của mình đi mọi người. Khi mà mình tương tác cho họ thì sau này khi mà mình đăng bài thì cái bài đăng của mình ấy sẽ được nổi lên trên cái yêu của họ. Tức là lúc đấy họ sẽ nhìn thấy bài viết của mình. Nên là gì ạ? Cái việc bán hàng, kinh doanh ở Ropi là gì? Chúng ta càng tương tác nhiều thì cái bài đăng của chúng ta sau này sẽ tiếp cận được với càng nhiều người thì chúng ta mới có sự tương tác ở trong cái bài đăng của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta không đi tương tác bán hàng mà không tương tác thì coi như là 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 không bán được đâu, không tương tác gì với ai thì chả ai người ta vào người ta tương tác với mình cả, đúng không? Thế cho nên là chúng ta sẽ phải uh, bán hàng và chúng ta phải đi tương tác, đúng không ạ? Chúng ta phải lập danh sách khách hàng. Thì có danh sách khách hàng rồi, mỗi một ngày như lúc nãy như lúc nãy bạn uh, mình không nhớ là là, là các bạn lên mục tiêu lên cái mục tiêu hàng ngày cho mình ấy thì các bạn phải gì mỗi ngày các bạn phải lên mục tiêu là các bạn tìm ra được bao nhiêu lên danh sách được bao nhiêu khách hàng đúng ạ và các bạn muốn chia sẻ muốn lan tỏa thì các bạn cũng phải chia sẻ cho bao nhiêu người để cho chúng ta có được cái có được cái 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 danh sách khách hàng chất lượng để chúng ta ra được đơn hàng đúng ạ và ở cái bước thứ năm đó là xây dựng được cái danh sách 20 khách hàng trung thành. Vì sao mà chúng ta phải xây dựng khách hàng trung thành? Bởi vì là gì ạ? À? Khách hàng trung thành thì người ta sẽ sẽ ủng hộ cho mình, sẽ ủng hộ cho mình, không phải chỉ một sản phẩm mà người ta có thể áp sale thêm nhiều những cái sản phẩm khác. Trong cái quá trình mà mình kinh doanh thì ví dụ như là gì ạ? À? Nếu như là một sản phẩm tái sử dụng như là sữa hay là nước giặt, nước xà phòng thì là nước giặt nước xà phòng thì nó là, là, là tái sử dụng thì hàng tháng người ta sẽ sẽ mua cho mình rồi đúng không ạ thế nhưng mà gì ạ các bạn sẽ bán hàng không phải là bán xong một đơn hàng là xong đâu các bạn đã bán xong một đơn hàng thì các bạn phải chăm sóc cái khách hàng đấy để làm gì để up sale vì chúng ta trên siêu thị của chúng ta có gì ạ gần ba nghìn sản phẩm cơ mà thế thì một khách hàng người ta có thể mua cho chúng ta đến hàng chục sản phẩm đúng không ạ thế vị vậy thì sao ạ trong cái quá trình mà mình chăm sóc cái khách hàng đấy thì mình có thể là nói uh, nói chuyện đúng không? thì trong quá trình mình nói chuyện thì sẽ là biết được là khai thác được cái vấn đề mà khách hàng đang gặp phải là gì. Có thể hôm nay là ông ấy là uh, bị đau xương khớp đúng không? Ngày mai thì ông bảo mắt mờ mắt mỏi đúng không? Ngày kia thì bảo uh, đứa con này nó ăn biếng ăn hay là uh, tiêu hóa kém đúng không ạ? Thế vậy thì gì ạ? Trên trên kệ của mình thiếu gì sản phẩm đâu? Thế thì lại giới thiệu cho người ta mà người ta đã tin tưởng người ta mua sản phẩm của mình một lần rồi thì lần thứ hai lần thứ ba mình có dễ bán cho người ta không ạ? Và cái việc mà chúng ta bán cho những cái người khách hàng cũ ấy, sẽ dễ hơn là chúng ta sẽ tiếp cận khách hàng mới. Đó, thì khi mà chúng ta xây dựng được cái uh, danh sách 20 khách hàng trung thành thì sẽ giúp cho chúng ta gì ạ? Có một cái 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 doanh thu là ổn định mỗi tháng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là chúng ta um, có được cái nguồn thu nhập ổn định mỗi tháng. Đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta được khi mà chúng ta xây dựng được cái danh sách 20 khách hàng này và những cái khách hàng người ta sẽ đều đặt quay lại mua hàng là những cái sản phẩm mà tái tiêu dùng. Còn những cái sản phẩm mà không phải là những cái sản phẩm tái tiêu dùng, ví dụ như bán nồi chiên không dầu thì cả đời người ta mua một lần thôi chứ chẳng lẽ lại mỗi tháng người ta một năm người ta quay lại người ta mua cho mình đâu, đúng không? Thế thì những cái cái khách hàng đấy người ta mình lại bán thêm sản phẩm gì cho họ? Rất nhiều sản phẩm để bán thêm. Đúng không? Thì mình phải chăm sóc cái khách hàng đấy. Chăm sóc cái khách hàng đấy để cái khách hàng đấy người ta quay lại mua những cái sản phẩm khác cho mình. Bởi vì sao ạ? bán hàng của chúng ta là gì ạ bán hàng tư vấn cho nên là chúng ta phải biết cách tư vấn và chăm sóc khách hàng trong khi bán sau khi bán là chúng ta đều phải chăm sóc rất là kỹ càng thì cái khách hàng đấy người ta mới cảm nhận được gì à mình mua của nó một cái sản phẩm nhưng mà nó 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 mang lại cho mình nhiều giá trị đúng không về cái việc là trải nghiệm cái sản phẩm đấy rồi nhưng mà đấy nó vẫn chăm sóc mình hàng ngày nó vẫn chuyện trò đúng không coi, coi khách hàng như là bạn bè thì mình sẽ mình sẽ có được cái mình sẽ bán được thêm sản phẩm hoặc là mình sẽ gọi là gì ạ à, cứ coi như là mình nghĩ trong đầu mình là gì ạ mình mang mang đi cái giải pháp để giúp họ giải quyết cái vấn đề của họ chứ không phải là mình nhâm 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 đi bán hàng đúng không ạ mình phải nghĩ trong đầu rằng gì ạ à, cái sản phẩm này nó mang lại cái giá trị cho khách hàng à người ta ho thì mình tư vấn cho họ keo ho hay là keo ong ở trên kệ của mình đấy những cái sản phẩm đấy mình học rồi mình hiểu rồi mình biết rồi mình thấy nó giá trị rồi nó tốt rồi mình giới thiệu cho họ đúng không ạ mình giúp họ giải quyết được cái vấn đề của họ thì họ sẽ sẽ mua hàng cho mình đúng không ạ đó thì là cái cái việc mà chúng ta đi xây dựng một cái danh sách khách hàng trung thành đấy nó nó tất nhiên là cái việc mà xây dựng được hai mươi cái khách hàng trung thành này nó không đơn giản nó đòi hỏi chúng ta là cả một cái quá trình làm việc lâu dài và bền bỉ để chúng ta có được những cái đơn hàng đều mỗi tháng đúng không ạ thì cái gì nó cũng có giá của nó nếu như các bạn bỏ công bỏ sức ra các bạn làm thì các bạn sẽ nhận lại được một cái kết quả xứng đáng còn nếu như các bạn vào đây các bạn làm hời hợt các bạn đăng lên bán được thì bán chẳng bán được thì thôi thì làm sao mà làm được mà mình nói thật là những cái cộng tác viên ấy cái tâm lý của những người mà vào làm cộng tác viên á nó 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 khác với những cái người làm đại lý lắm mọi người dù rằng gì ạ cái tiền ký quỹ là chúng ta có mất đâu chúng ta chỉ nộp vào đấy thôi thế nhưng mà cái cái mà chúng ta suy nghĩ là gì à bị suy nghĩ là gì à có 599 nghìn làm được thì làm chẳng làm được thì thôi không làm được mất trả sao đúng không ạ ngay cái đầu tiên các bạn nghĩ như thế là các bạn đã không làm được rồi các bạn đã không thể 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 thể, thể thành công được khi mà chúng ta làm đốt rồi đúng không ạ nên là khi làm đốt là gì chúng ta phải tâm huyết chúng ta phải bỏ công sức ra chúng ta phải bỏ thời gian ra không cần nhiều chỉ cần hai tới ba tiếng một ngày nhưng mà phải tập trung làm nó phải đúng nó phải trúng đúng không ạ thì nó mới có giá trị chứ còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta hời hợt đăng bài lên chả ai hỏi chát bỏ đấy thế là chúng ta bỏ mất cơ hội thế nên các bạn thấy không rất nhiều người vào rupi háo hức lắm nhưng mà chả có kết quả gì cả bởi vì làm hơi hợt không hiểu đúng không không biết là phải làm như thế nào và bỏ thì có phí không mọi người có những người sao ạ vào đây rồi có những người mình nói thực sự là mình cũng rất là tiếc cho những cái bạn như thế về vì, vì sao à, giống như mình là có một cái công việc rồi thế nhưng mà mình làm thêm xong sau đó thì mình cái công việc chính của mình là nó bị nó bị bất ổn đúng không thì mình bây giờ mình vào đây mình làm thì mình mới nhận được là cái giá trị của giá trị của cái drop mang lại cho mình nó rất là tuyệt vời đúng không ạ thế nhưng nhiều người là sao ạ cũng không có việc làm vào đây rồi đóng tiền rồi ký quỹ rồi đúng không ạ thế nhưng mà lại không nghiêm túc để làm không nghiêm túc để thực hiện bảy cái bước thành công này không làm nổi hai bước thì làm sao mà làm được đúng không ạ thế nên là cái việc mà chúng ta đi xây dựng được cái danh sách khách hàng trung thành này cho chúng ta nó cũng cần phải thời gian nếu như mà chúng ta nói là gì ạ à? À, bị sốt ruột ý những cái người mà bảo làm mà sốt ruột ấy một hai tháng ấy, không thấy ra đơn là bắt đầu chán nản bỏ ấy những cái người đấy cũng không làm được đâu bởi vì sao ạ chúng ta chỉ cần chúng ta kiên trì chúng ta đi đúng chúng tôi làm đủ thì chúng ta sẽ có kết quả đúng không ạ chỉ cần chúng ta kiên trì cứ đi đúng đi đủ đi đều là chúng ta sẽ sẽ thành công tại rugby mọi người ạ bởi vì sao ạ có bảy bước thành công nền tảng bảy bước thành công nền tảng là những cái kiến thức rất cơ bản để cho chúng ta có thể để cho chúng ta có thể là đi uh, kinh doanh một cách thành công tại Rupi. Đó. Thì nhớ nhá. Danh sách khách hàng. Danh sách khách hàng. Và danh sách khách hàng trung thành. Bạn bè, người thân, anh em họ hàng. Bạn cấp 3, bạn đại học, bạn tiểu học, bạn mầm non, bạn mẫu giáo nhà trẻ. Lôi hết vào. Đúng không ạ? Kết bạn đi. Tương tác đi. Chúng ta mới có được cái danh sách. Đúng không ạ? trước khi mà chúng ta muốn gặt thì chúng ta phải phải gieo chúng ta phải trồng thì chúng ta mới mới gặt được đúng không ạ? thì khi mà chúng ta muốn là chúng ta có được cái nhận được cái hoa hồng hàng tháng thì chúng ta hãy làm gì đi chúng ta hãy trải nghiệm sản phẩm đi chúng ta hãy học về sản phẩm đi và chúng ta đi lan tỏa về cái sản phẩm đấy đi đúng không cả nhà? đó thì khi mà chúng ta chúng ta 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 làm được những cái điều đó thì chúng ta mới mới thấy là gì ạ? cái giá trị mà OPY mang lại cho chúng ta chúng ta có phải bỏ ra cái gì đâu chúng ta kinh doanh không rủi ro mà hắn một cái siêu thị gần 3.000 sản phẩm Bán gì chả được 50.000 sản phẩm cũng có 70.000 sản phẩm cũng có đúng không ạ từ những cái sản phẩm vài chục nghìn vài trăm nghìn đến vài triệu vài chục triệu chúng ta đều có hết chúng ta mất gì đâu 599.000 được học bao nhiêu kiến thức sao lại được bán bao nhiêu sản phẩm đúng không ạ đó thế cái bước thứ sáu này bước thứ sáu này, này là gì ạ? Là chúng ta giới thiệu những cái người mà có nhu cầu kinh doanh và hướng dẫn cho mọi người kinh doanh. Đây là chính là cái bước mà chúng ta khi chúng ta có được kết quả kinh doanh rồi. Chúng ta bán được hàng rồi. Đúng ạ. Là chúng ta có kết quả kinh doanh rồi. Thì chúng ta mới đi lan tỏa. Chúng ta mới đi giới thiệu cho người khác làm cùng với mình. Đúng ạ. Thì khi mà chúng ta có kết quả rồi thì cái người khác đấy người ta nhìn vào người ta thấy à bạn làm được thì tôi cũng làm được. Đúng không? Và để đảm bảo cho cái việc kinh doanh bền vững thì chúng ta không ngừng đi tìm kiếm khách hàng và mở rộng cái kinh doanh. Đúng không? Thì từ cái việc mà chúng ta bắt đầu với đối tác tiềm năng là 20 người khách hàng uh, trung thành đấy. Đó, thì cái khách hàng trung thành thì đôi khi cũng có thể chuyển đổi sang được cái đối tác tiềm năng của mình. Đấy, nên là khi mà chúng ta đã có kết quả rồi thì chúng ta đi chia sẻ thì mọi người mới thấy được là gì ạ Cái giá trị của cái Ropi là gì Là cái giá trị giúp đỡ đúng không Bây giờ là uh, cái anh A đi vào uh, Anh ấy bán được 10 triệu đúng không Thì sau khi anh ấy có kết quả rồi anh giới thiệu cho anh B Và anh B thấy là gì ạ Anh A bán được 10 triệu rồi cũng vào đây Và làm theo những cái điều mà anh A hướng dẫn Đó bán được hàng 10 triệu và lại tiếp tục gì ạ đi chia sẻ và chỉ những cái người nào mà khi có kết quả kinh doanh rồi đi chia sẻ thì người khác người ta mới tin đúng không ạ? Chúng ta mang những cái kết quả của chúng ta đi chia sẻ cho người khác thì mới giúp chúng ta có thể là à, giúp cái người bên dưới của chúng ta biết được là biết cách để làm như thế nào, làm ra làm sao đúng không ạ? Thì à, cái việc của chúng ta là gì ạ? Giống như kiểu mọi người bảo là nhân bản đấy, thì khi mà chúng ta À, có được cái kết quả kinh doanh rồi chúng ta đi chúng ta chia sẻ cái giá trị cái kinh doanh đó cho cái, cái cái người khác thì cái người khác đấy nhận ra được cái giá trị ropi e lại cũng đi chia sẻ đúng ạ thì lúc đó là gì chúng ta không phải là là chúng ta làm một mình nữa mà chúng ta đã làm hai mình hai mình rồi thành bốn mình bốn mình rồi thành tám mình đúng ạ thì đấy chúng ta sẽ làm được cái cái kết quả của chúng ta sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều à, vì có những người ấy à, mọi người biết là sao không à, vào ropi e cũng được rất là lâu rồi rất là lâu rồi, à, thì cái việc mà đi đi lan tỏa ấy, nó chưa được hiệu quả. vậy thì họ đang vướng mắc ở điểm gì? họ đang vướng mắc ở cái điểm gì mà họ không lan tỏa được? À, bởi vì sao ạ? bởi vì cái mà họ mang đi chia sẻ cho người khác nó chưa đúng với cái việc là gì ạ? trao giá trị, chưa đúng với việc trao giá trị. và mình chắc chắn một điều là rất nhiều người ở đây, rất nhiều người ở đây đang đi chia sẻ cho các cái mối quan hệ của mình nhưng cái mối quan hệ đấy người ta không tin đúng không ạ? người ta không tin và các bạn chưa tìm kiếm được cho mình đồng đội đó thì cái 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 này nó là nó là cả một quá trình nhé. Thế nhưng mà bây giờ các bạn muốn các bạn muốn là các bạn có thể đi nhanh hơn các bạn muốn các các bạn có thể lan tỏa được nhiều hơn thì ngoài cái việc mà các bạn lên danh sách hàng ngày ấy, các bạn đi tương tác rồi ấy thì các bạn có thể sử dụng các bạn có thể sử dụng một cái sự hỗ trợ từ bên phía công ty đó chính là cái marketing uh, center của công ty và chúng ta hãy mua cái gói marketing đó và chúng ta chúng ta thực hiện để chúng ta uh, có thể là lan tỏa được cái 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 uh, mô hình kinh doanh của Roppy này cho nhiều người hơn bởi vì sao ạ bởi vì là với cái những cái người mà xung quanh mình ấy thì có thể là các bạn khó nói, các bạn khó nói. Thế nhưng mà khi mà các bạn chia sẻ cho những cái người lạ, những cái người lạ này là những cái người mà người ta lại có nhu cầu. Đó, thì cái việc mà chúng ta kết hợp giữa cái việc lan tỏa mối quan hệ với cái việc lan tỏa bằng cái marketing center nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều bởi vì sao ạ? Để mà lan tỏa được uh, qua cái kênh marketing center ấy thì đòi hỏi các bạn phải học kỹ năng và khi các bạn có được cái kỹ năng đấy rồi thì các bạn quay ngược trở lại các bạn sẽ chia sẻ được cho những cái người mà là người quen người thân của mình ấy, mà trước bạn chưa chia sẻ được ấy. thì sau khi bạn tham gia và bạn 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 gọi cái data center này thì các bạn sẽ nâng cao được cái level của mình lên và giúp cho các bạn có thể lan tỏa được và cái này thì hoàn toàn từ kinh nghiệm của mình mình thấy là như thế bởi vì có thể À, trước đây là gì ạ mỗi một tháng cái mục tiêu của mình khi mà mình tham gia vào cái team 100 độ là gì bán tối thiểu là một triệu boi một tháng quá đơn giản đúng không và à, lan tỏa một đại lý một tháng thì cái lan tỏa một đại lý một tháng thì với những cái người mới thì thường không đơn giản thế nhưng mà sao ạ mình phải đặt mục tiêu cho mình mình làm được đúng không thì cái việc mà mình mình đặt mục tiêu cho mình mình phải 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 nỗ lực và thực hiện nó thì nếu như mà cái việc mà mình mỗi một tháng mình 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 ra được một đại lý thì bây giờ không khó thế nhưng mà để mà mà chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề mà lan tỏa và mở rộng thì chúng ta hãy hãy nghiên cứu thêm cái mảng data data center để chúng ta có thể làm thêm để chúng ta lan tỏa và uh, chia sẻ cái việc kinh doanh ở bên Rupee nhé thì khi mà chúng ta uh, hướng dẫn được những cái người vào mới vào ấy làm được Rupee Uh, kinh doanh roppy như thế nào ấy thì chúng ta sẽ có một cái uh, một cái kinh doanh bền vững cho chính bản thân của chúng ta đó thì cái bước thứ sáu là chúng ta giới thiệu chúng ta giới thiệu được người vào uh, làm cùng với chúng ta tìm được những cái người giỏi làm cùng với chúng ta đúng không ạ thì chúng ta sẽ có được một cái hệ thống phát triển bền vững uh, và cái bước cuối cùng đó chính là cái bước bảy thì khi chúng ta giới thiệu được cái người vào rồi đúng không ạ chúng ta giới thiệu được rồi thế nhưng mà sao chúng ta cứ vứt xoài họ ra chúng ta không chúng ta không chăm sóc gì cả thì sẽ rất là khó đúng không thế thì cái việc mà chúng ta à, mời được họ vào rồi thì chúng ta phải gì ạ chúng ta phải tích cực tham gia vào tất cả các cái hoạt động của công ty các cái hoạt động của công ty rồi là các cái à, các cái buổi các cái à, chương trình huấn luyện của công ty là chúng ta phải tham gia nhé có một cái lịch là à, có một cái lịch là gì ạ chúng ta cố định là lịch là thứ hai này thứ hai thì chúng ta có cái buổi chia sẻ uh, nói chung là cái 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 lịch đấy tự dưng mình lại quên mất là nói chung là có những cái lịch đào tạo trực tiếp từ công ty đấy các bạn hãy liên hệ những cái người mà hướng dẫn các bạn vào đấy là người ta sẽ gửi cho các bạn những cái lịch đấy là khi các bạn vào phát là các bạn sẽ được đi học những cái buổi đào tạo của công ty để chúng ta biết được gì đấy. chúng ta sẽ nắm được là cái chính sách hoạt động của công ty ra làm sao những cái quy định như thế nào và chúng ta được được gì, được trang bị những cái kiến thức như thế nào. Ví dụ như buổi thứ bảy này thì mình sẽ có một cái buổi là uh, buổi trang bị những cái kiến thức cho người mới vào 2 giờ chiều ngày thứ bảy ấy. Thì uh, mọi người, uh, những người mới hoặc là các bạn hãy đưa những cái người mới của các bạn vào trong cái buổi 2 giờ chiều uh, ngày thứ bảy này nhé. Để mình có thể là uh, hôm đấy mình sẽ chia sẻ về cái nội dung là các cái hành trang cho người mới chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì. Chúng ta sẽ À, sẽ 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 có những cái gì để chúng ta chúng ta sẽ hiểu được toàn bộ cái quy trình để chúng ta có thể hành động được ở trong bên phía Europe nhé. đấy và chúng ta nhớ là chúng ta phải phải là những cái người mà làm gương, những cái người mà uh, leader mà chúng ta lại không đi học đúng không? Mà chúng ta lại bảo những người bên dưới là phải đi học cái lớp nọ lớp kia đúng không? Chúng ta phải là những cái người làm gương, là người đi đầu, là người phải tham gia nhiệt tình, chúng ta phải uh, năng nổ, chúng ta phải uh, hoạt động thì cái người bên dưới của mình mới hoạt động đúng không chứ còn bây giờ nếu như mà một cái người đi đầu một cái người hướng dẫn à, à lúc nào thích thì học không thích thì thôi thích thì làm không thích thì thôi thì cái người bên dưới thì sao ạ cũng như thế mà với Ropi là gì ạ nếu như chúng ta không học thì chúng ta sẽ không làm được và chúng ta sao ạ chúng ta không có kiến thức thì chúng ta cũng sẽ không biết để làm cái công việc ở Ropi như thế nào đúng không đó thì uh, cái 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 việc mà chúng ta chúng ta nắm được cái những cái uh, cơ bản những cái uh, nội quy hay là những cái hình thức hoạt động của công ty ra làm sao ấy, thì chúng ta mới giúp đỡ những cái người mới vào làm như thế nào để chúng ta có thể uh, nâng cao được cái uh, hiệu quả kinh doanh uh, tối đa nhất trong cái quá trình mà chúng ta hợp tác kinh doanh cùng Ropi đúng không cả nhà và uh, đó là cái bảy uh, cái bước thành công nền tảng của uh, trong quá trình kinh doanh cùng Roti mà các uh, sếp các mentor của chúng ta những người sáng lập ra T, đã đúc kết những cái kinh nghiệm như thế và cái việc của chúng ta là gì ạ? Chúng ta chỉ việc áp dụng thôi và chúng ta chỉ cần đi đúng cái 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 những cái cái bước này thôi, những cái bước nền tảng này thôi, không cần phải thêm không cần phải bớt mà chỉ cần làm đúng đủ đều bảy cái bước thành công này và mọi người hãy nhớ là gì ạ? hãy nhớ đến cái uh, hãy nhớ đến cái quyển sách 180 ngày của uh, CEO Nguyễn Hữu Sơn viết ra nhé và đã được uh, uh, mentor Ly Nguyễn biên tập lại đấy là lúc nãy bạn Trịnh Đào có gửi lên đấy mọi người hãy hãy lưu cái quyển đó về hãy lưu quyển đó về và in ra gối đầu giường mọi người nhé kinh doanh Ropi các bạn có cái quyển đấy và chúng ta hãy đọc nhuần nhuyễn các bạn hãy nắm đầy đủ các cái bước vì ở trong cái 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 quyển 180 ngày uh, kinh doanh thành công xây dựng hệ thống thành công trên internet này ấy thì nó không chỉ là uh, có cái bảy bước thành công này đâu các bạn sẽ có gì ạ năm bài học nền tảng này rồi các cái kiến thức rất rất cơ bản luôn các bạn sẽ có hết ở trong đó và chúng ta chỉ cần gì ạ áp dụng bài bản áp dụng triệt để cũng như là chúng ta áp dụng một cách nói chung là nói chung là nó cũng cũng rất là đơn giản thế nhưng mà chúng ta cần có một cái người để chỉ cho chúng ta biết để chúng ta làm cái việc này chính vì thế cho nên là gì ở Robi luôn luôn là gì có những người các bạn vào Robi là các bạn phải cần có người giới thiệu đúng không ạ hãy tận dụng những cái người giới thiệu đấy những cái người giới thiệu đấy sẽ là những cái người sẽ giúp cho bạn được thực hiện được những cái những cái bước để giúp các bạn thành công ở trong này chứ không phải các bạn đi một mình nên chính ở trong Ruby là gì ạ? Chúng ta làm việc là chúng ta có đội nhóm, chúng ta có người hỗ trợ. Cho nên hãy tận dụng tối đa cái mà các bạn có, các bạn được hưởng khi mà các bạn kinh doanh của Ruby nhé. Và đây là bảy bước thành công mà ngày hôm nay mà mình đã mình mình đã được học và mình cũng đã áp dụng vào trong cái quá trình kinh doanh của mình. rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe. À, vẫn còn 561 anh chị em có còn ở lại trong Zoom. Và bây giờ cũng là 6 rưỡi rồi thì mọi người cũng phải chuẩn bị để chúng ta đi học đúng không ạ? Và à chúng ta đi làm. Dạ. <laughs> vâng, thì à, rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe những cái phần chia sẻ của em Phương à, và à, cảm ơn mọi người và đó là cái phần mà um, trình bày của em về bảy mức thành công uh, trong cái uh, uh, cuốn sách 180 ngày xây dựng hệ thống thành công trên internet. À, một lần nữa xin cảm ơn và em xin trả lại mic cho chị Trịnh Thúy Hà. Rồi cảm ơn uh, mentor Thu Phương rất là nhiều. Hôm nay chúng ta thấy cái buổi giúp của chúng ta có quá tuyệt vời không ạ? Mọi người hãy uh, tung tất nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn mentor Thu Phương ngày hôm nay đã cho chúng ta một cái định hướng lại, đúng không ạ? À, những cái bước để chúng ta có thể uh, thành công tại Dropi đó là bảy bước nền tảng thành công tại cùng Dropi. Thì thực ra như thế này. Ừ, bản thân hà cũng thế khi mới vào rupi thì lúc đầu hà cũng rất là là lúng túng và cũng không biết là bắt đầu thì đâu thế nhưng mà sau khi được uh, mentor ngày đó mình được học mentor lịch sự đúng không ạ về về bước thành công thì lúc đó hà đã định hình rất là rõ là cái con đường đi của hà sẽ 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 phải như thế nào và thực sự là hà đã bám rất là chặt rất là chắc tất cả những cái từng bước uh, mà đã được học trong cái nền tảng bảy bước thành công này. Bởi vì bản bản chất là gì mọi người biết không ạ? Ở Úc cái sự thành công nó không phải là sự sáng tạo mà nó chỉ cần là gì ạ? là sao chép sự thành công của những người đi trước và những người đi trước họ đã thành công như thế nào thì chúng ta cũng sẽ làm y như vậy. Và ngày hôm nay nếu bạn nào chưa là đại ý chuẩn thì chúng ta những bạn nào chưa phải là đại lý thì chúng ta hãy lên đại lý ngay đi ạ và những bạn nào mà chưa phải là đại lý chuẩn thì chúng ta cũng làm thế nào để chúng ta lên đại lý chuẩn ngay và luôn các bạn nhé và đặc biệt có một bước rất là quan trọng hà nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta có thể làm việc được luôn đó là chúng ta lên danh sách khách hàng mục tiêu và sau đó chúng ta gửi những cái gì ạ à, những cái chương trình khuyến mại của tháng 3 đang rất là nhiều đang rất là hot cho những cái 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 người người khách hàng mục tiêu đó của chúng ta để chúng ta chốt đơn nhé các bạn nhé và cuối cùng thì à, à, thay mặt cho toàn Uh, toàn bộ ekip ngày hôm nay cũng như là các anh chị em có mặt trong phòng zoom ngày hôm nay xin được cảm ơn mentor thu phương rất là nhiều và chúc uh, tất cả đại gia đình uh, của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những cái đơn hàng sẽ bão đơn và đặc biệt là sẽ thực hiện uh, đúng đủ đều tất cả bảy bước thành công uh, tại dropin và chắc chắn là chúng ta sẽ thành công chỉ có điều là chúng ta đi nhanh hay đi chậm uh, đó là cái việc mà chúng ta có, có làm đúng bảy uh, bước mà uh, mà mà hôm nay uh, Thu Phương đã chia sẻ với chúng ta hay không nhé. À, hôm nay cũng đã đến giờ đi làm rồi. À, xin uh, chào và hẹn tất cả, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái buổi zoom ngày hôm sau. À, à, xin nhờ bạn Hoàng Tùng sẽ zoom giúp được không ạ? À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ. Bye bye.